Hello, xin chào các em, chào mừng theo mình. Nếu như hôm nay chúng ta có một cái cuộc hẹn nào đó với một bạn gái và chúng ta đang phân vân, chúng ta đang băn khoăn là không biết nên sử dụng mùi hương nào để có thể giúp cho chúng ta ít nhất là gây được ấn tượng tốt, và cái thứ hai đó là không làm cho bạn nữ đấy cảm thấy khó chịu khi mà chúng ta xịt nước hoa. Đấy là một câu hỏi không hề dễ dàng là trả lời. Do vậy trong video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến anh em một số những chai nước hoa, nó sẽ tùy theo cái phong cách của từng bạn nữ mà với quan điểm của mình. Đấy không phải là một cái barem mà đấy là một cái theo cái quan điểm của mình, chúng ta nên sử dụng mùi hương nào cho từng tính cách của bạn nữ đó. Thì trong video này mình sẽ chia sẻ đến các anh em những cái chai nước hoa dạng như thế. Ok. Và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình mua một vài sản phẩm để có thể ủng hộ mình. Đường link với mình để phần mô tả bên dưới. Mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Nước hoa lần cho lần đầu gặp gỡ các bạn nữ và sử dụng mùi hương như thế nào cho hợp lý. Ok. Đầu tiên, nếu như chúng ta hôm nay có một cuộc hẹn với một bạn nữ mà không, gần như ít hoặc rất ít sử dụng nước hoa, thì chai nước hoa nào chúng ta nên sử dụng? Thì ở đây mình gợi ý cho anh em hai sản phẩm của nhà, một của nhà Versace và nó có tên là Versace Pour Homme, và chai nước hoa thứ hai đó là Giorgio Armani Acqua di Gio. Đây là hai mùi hương có thể gọi ngắn gọn rằng nó rất là đơn giản và giống như cái tính cách của bạn nữ trong cái việc khái niệm về mùi nước hương, nước hoa nó như thế nào. Chúng ta chỉ cần lấy ra và xịt pam 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 và chấm hết. Bởi vì với hai mùi hương này nó không có một cái gì đó quá nổi bật và nó cũng không có một cái gì đó quá là tệ hại, nó ở mức an toàn. Thì mình nghĩ rằng nếu như các anh em nào hôm nay chúng ta có một buổi gặp với các bạn nữ mà không hay sử dụng nước hoa thì chúng ta nên sử dụng hai chai nước hoa này, Versace Pour Homme và Giorgio Armani Acqua di Gio. Đấy là cái gợi ý của mình cho anh em nào có cuộc hẹn với các bạn nữ là như thế. Thứ hai, nhóm thứ hai, nếu như hôm nay chúng ta có một buổi đi uống nước và bạn nữ đấy là một người ưa thích một bạn nam đã trưởng thành, nam tính, ít nhất là chúng ta đã giống như kiểu là dạng manly rồi, thì cái mùi hương nào chúng ta nên chọn để mà phù hợp với phong cách đó? Ở đây mình gợi ý cho anh em hai chai nước hoa, đó là Terre d'Hermès. Đây là một chai nước hoa kinh điển của nam giới chúng ta, luôn luôn nằm trong top list 10 chai nước hoa có thể gọi là kinh điển. Một cái mùi hương của cam, của tiêu và của gỗ cực kỳ là nam tính. Và nếu như chúng ta có một cái phong cách kiểu như áo sơ mi, quần âu và xịt thêm chai nước hoa này thì không còn gì để nói nữa, chắc chắn là sẽ gây điểm, ghi điểm rất là tối đa luôn, 10 trên 10, mình nghĩ là như thế. Và chai nước hoa thứ hai đến từ một sản phẩm của nhà Prada. Thực tế mà nói thì nhà Prada cũng có một cái phong cách mùi rất là nam tính. Nó không hẳn là một dạng quý ông, nó không hẳn là một dạng kiểu nhà tài phiệt như kiểu Tom Ford, nhưng Prada nó lại có một cái sự nam tính và lịch thiệp. Và chai nước hoa mình chọn trong các sản phẩm của nhà nước hoa này đó là Prada Luna Rosa với mùi hương của hoa oải hương. Khi mà xịt chai nước hoa này thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác Việt kiều yêu nước ở bển về, một dạng kiểu như thế, với mùi hương của hoa giống như kiểu mùi hương hoa ép giấy lâu ngày ấy. Nó hơi phấn phấn một chút nhưng mà nhẹ nhàng vừa đủ và cũng là nam tính. Do vậy mình nghĩ rằng nếu như các anh em nào hôm nay mà có buổi đi uống nước với các bạn nữ mà thích cái sự kiểu trưởng thành và nam tính thì hai chai nước hoa đó là Terre d'Hermès và Prada Luna Rosa, đấy là phong cách mùi hương mình muốn giới thiệu cho anh em. Và nếu như bạn gái của chúng ta là một người ưa thích kiểu dạng như là một anh em phải có cái sự tự tin, có nghĩa là tất cả nó là như thế này, khi mà chúng ta gặp bất kỳ một vấn đề gì thì mùi hương nào anh em nên sử dụng. Ở đây mình gợi ý cho anh em hai chai nước hoa, không phải là quá đắt đỏ, không phải là quá là mới lạ, đó là Montblanc Legend và Hugo Boss. Có thể là mọi người đang ngạc nhiên là tại sao mình lại giới thiệu cho anh em hai chai nước hoa này mà không phải là một sản phẩm là mới hiện nay hoặc là một sản phẩm là đắt tiền hiện nay, mà tại sao lại hai chai nước hoa này? Bởi vì thực tế mình đã từng chứng kiến hoặc là vẫn là đang kiểu như là biết một người anh của mình, là ông hơn mình mấy tuổi thôi nhưng mà ông có một cái phong cách rất sức, hết sức là tự tin, hết sức là dạng như kiểu là
khi gặp mọi vấn đề thì luôn luôn có một cái phong thái rất rất là tự tin, nhất là với các chị em. Và hai cái chai nước hoa này đều là mùi hương ông ấy sử dụng. Và phải nói thật là bản thân mình là nam thôi, mình ngửi mình cũng còn thấy phê. Thì mình nghĩ rằng nếu như cái quan trọng nhất ấy là mùi hương nó phải phù hợp với phong cách của chúng ta, chứ không phải là một cái sản phẩm nào đó nó phải đắt tiền, nó phải đặc biệt. Đấy là điều có nghĩa là không phải là điều quan trọng nhất, mà điều quan trọng nhất phải là mùi hương đấy nó có hợp với phong cách của chúng ta hay không. Thì mình cho rằng Hugo Boss và Montblanc Legend là hai cái sản phẩm như thế. Nếu như bạn nữ đó muốn một bạn nam phải là một người tự tin và có một cái sự kiểm soát tốt trong mọi vấn đề kiểu như thế. Và nếu như các anh em tuổi teen, các anh em sinh viên, mùi hương nào dành cho các anh em khi mà gặp các bạn nữ, thì mình nghĩ rằng Yves Saint Laurent Wild EDP là cái mùi hương như thế. Một sự pha trộn giữa Dior Sauvage và Invictus tạo nên cái mùi hương, của Eros nữa, tạo nên cái mùi hương cũng có thể gọi là quốc dân Wild EDP, rất là thích hợp cho các anh em tuổi teen. Đấy, rất là năng động, rất là power, rất là strong. Tất cả mọi cái, những cái gì của tuổi trẻ đều có trong cái mùi hương này. Nữa, nếu như bạn gái là một người mơ mộng, kiểu như là nhìn ngắm mưa thôi cũng đã thấy tâm hồn nó hơi sao động, thì chắc chắn phải là Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme, mùi hương đàn ông, người đàn ông của bóng đêm, với cái sự kết hợp giữa bạch đậu khấu và oải hương rất là lãng mạn, rất rất là lãng tử, đậm chất đàn ông Pháp. Mình nghĩ rằng rất là khó có một chai nước hoa nào có thể thể hiện được cái phong cách lãng tử tốt hơn là La Nuit de l'Homme. Đấy là với cái quan điểm cá nhân của mình. Và cuối cùng, nếu như chúng ta không biết là phải sử dụng chai nước hoa nào, trong cái list mình vừa đưa ra cho các anh em, chúng ta vẫn cảm thấy rất là mơ hồ và không tự tin, thì Chanel Allure Sport Oil Free là cái chai có thể chiến đấu trên mọi mặt trận, trên mọi trận địa. Chúng ta không cần phải lo lắng là cô gái đó sẽ nghĩ về mùi hương của chúng ta như thế nào khi mà sử dụng mùi hương của Chanel. Đấy là cái điều mình có thể, mình nghĩ rằng 90% mình có thể đảm bảo được cho anh em. Do vậy, nếu như toàn bộ những cái list vừa xong mình vừa đưa ra nó vẫn là hơi phức tạp với các anh em, thì hãy đơn giản hóa bằng cách sử dụng Chanel Allure Sport Oil Cream. Đấy là cái quan điểm cá nhân của mình. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến các anh em nên sử dụng mùi hương như nào cho từng phong cách suy nghĩ của các bạn nữ. Rất hy vọng các anh em cảm thích video này, hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.